Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 6 là bài về nhịp. Các bạn mở trang số 18 ra để chúng ta cùng học bài nhé. Thì một tác phẩm âm nhạc đều có nhịp riêng của nó và người ta sẽ sử dụng số chỉ nhịp ở đầu này để thể hiện nhịp của bài hát. Ví dụ như cái bài này được viết ở nhịp 2-4. Còn bài này thì người ta lại viết ở nhịp 3-4. Hay là bài này chẳng hạn, con bài này người ta viết ở nhịp 4-4. Thì mỗi bài người ta sẽ có cái số chỉ nhịp riêng. Thì nhịp người ta sẽ chia thành hai loại nhịp khác nhau, đó là nhịp đơn và nhịp kép. Với nhịp đơn thì sẽ có những số chỉ nhịp phía trên này. Số phía trên này là 1, 2 và 3. Còn nhịp kép thì số chỉ nhịp phía trên là từ 4 trở lên. 4 trở lên. Ngoài ra nhịp đơn thì nó chỉ có một phách mạnh thôi, tức là nó chỉ có một trọng âm. Còn nhịp kép thì nó sẽ có hai phách mạnh, một phách mạnh và một phách mạnh vừa ấy, đó, tức là nó sẽ có hai phách mạnh trở lên. Ở đây có ví dụ là nhịp 2-4. Thì số 2 phía trên này là chỉ số phách, tức là bài này gồm có hai phách trong một ô nhịp. Cái đường thẳng này người ta gọi là vạch nhịp. Thì cái vạch nhịp này nó sẽ giúp chia cái bài hát của mình thành từng ô một. Đây được gọi là ô nhịp. Đây, ô nhịp số 1, ô nhịp số 2, ô nhịp số 3, ô nhịp số 4. Và trong một cái ô nhịp này với nhịp 2-4 thì nó sẽ có hai phách. Số 2 này là chỉ hai phách. Còn số 4 dưới này, người ta sẽ lấy cái nốt tròn chia cho 4 sẽ bằng một nốt đen. Nếu các bạn còn nhớ nhá, mình đã học cái bài hình nốt rồi. Các bạn sẽ mở lại cái trang 11 và mình xem lại cái bài hình nốt nhá. Bài hình nốt này, một nốt tròn nó sẽ có giá trị bằng hai nốt trắng, và một trắng sẽ bằng hai nốt đen. Như vậy một nốt tròn này sẽ bằng 4 nốt đen. Nốt tròn bằng 4 đen. Như vậy tròn chia cho 4 sẽ bằng 1 đen. Như vậy các bạn hãy nhớ cho Thuy rằng số 4 dưới này nó chỉ là nốt đen. Còn số 2 trên này là chỉ hai phách, tức là với nhịp 2-4, trong một cái ô nhịp này nó sẽ bao gồm hai phách và mỗi phách tương ứng với một nốt đen. Còn với nhịp 3-4 thì ở trong ô nhịp sẽ có 3 phách và mỗi phách tương ứng với một nốt đen. Đây, số 4 này là nốt đen. Thì cái bài này nó khác là cái ô nhịp đầu tiên này là ô nhịp lấy đa nên nó thường là thiếu nhịp nhá. Mình sẽ quan sát cái ô nhịp thứ hai này. Đây, ô nhịp này thì nó lại bắt đầu có 3 nốt đen trong một ô nhịp. Các bạn quan sát bài nhịp 3-8 nhá. Thì nhịp 3-8 này, số 8 này mình cũng sẽ lấy nốt tròn nhá, chia cho 8. Chúng ta sẽ lấy nốt tròn chia cho 8 và nó sẽ bằng một nốt móc đơn. Tức là với nhịp 3-8 thì trong ô nhịp sẽ có 3 phách và mỗi phách sẽ tương ứng với tròn chia 8 bằng một nốt móc đơn. Đó, đây các bạn quan sát cái ô nhịp này nó sẽ có 3 đơn, 1, 2, 3. Hay ô nhịp này cũng vậy, một đen sẽ bằng 2 đơn và cái này nữa là 3 đơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu một số loại nhịp. Đầu tiên, nhịp hay gặp nhất là nhịp 2-4.
Mình sẽ đi sâu vào nhé. Nhịp với nhịp 24 thì định nghĩa của nó là loại nhịp đơn, và nó sẽ có hai phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với một nốt đen. Phách đầu là phách mạnh và phách số 2 là phách nhẹ. Đó, phách đầu này là phách mạnh, phách 1 là phách mạnh và phách số 2 sẽ là phách nhẹ. Thì với bài này mình sẽ đập nhịp như sau: 1 2 1 2, một mạnh và một nhẹ nhé. 1 2 1 2, cái nhịp nó đều giống như mình vỗ tay ấy. Mình sẽ đập nhịp bài này như sau: son son đô 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 son son la mi mi re đô đô re mi đô hai. Như cách đập nhịp thông thường ở trên trường ấy, thì khi mình đập phách mạnh mình sẽ xòe tay và đập xuống, và khi đập phách nhẹ mình sẽ nắm chặt tay và đập xuống, thì nó sẽ nghe rõ cái phách mạnh nhẹ hơn nhá. Sau đây thì mình sẽ đi nghiên cứu về loại nhịp 3-4. Thì nhịp 3-4 nó vẫn là một loại nhịp đơn, bởi vì nó chỉ có một phách mạnh thôi. Thì ở trong cái ô nhịp của nhịp 3-4 này thì nó sẽ có một phách mạnh đầu tiên và có hai phách nhẹ, một mạnh và hai nhẹ. Và mỗi phách này đều tương ứng với một nốt đen. Ví dụ như ô nhịp bên này nhá, một trắng nó sẽ có giá trị bằng hai đen, và hai móc đơn này cộng lại nó bằng một đen. Như vậy cái ô nhịp này nó vẫn đủ ba đen. Thì như Thùy đã nói, cái ô nhịp đầu tiên nó lấy là nhịp lấy đa, nó sẽ thiếu phách nhá. Còn những cái ô nhịp sau này nó sẽ đủ ba phách. Đó. Thì với nhịp 4-4 thì mình đập như sau: một mạnh và hai nhẹ. 1 2 3. Tức là mình cũng sẽ xòe tay ra đập phách mạnh này và nắm tay lại để đập phách nhẹ 2 3. Đó. Thì bài này mình sẽ giờ cái trang có bài chúc mừng sinh nhật bên này luôn nhá để mình tập. Thì với bài này mình sẽ đập nhịp như sau: Rê rê mi rê son fa, rê rê mi rê la son, rê 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 si son fa mi, mi fa son son mi la hai. Đó là một ví dụ. Đó, thì chỉ đập nhịp đến đây thôi. Thì hôm sau mình học đến bài này mình sẽ được tập đọc bài này nhé. Đó là nhịp 3-4, nó sẽ bao gồm một phách mạnh và hai phách nhẹ. Thì với nhịp 2-4 và nhịp 3-4 là một loại, là những loại nhịp mà mình hay được gặp. Còn những cái loại nhịp mà ít gặp hơn, ví dụ như là nhịp 3-8 chẳng hạn. Thì với cái nhịp 3-8 này nó cũng đập nhịp gần gần giống với nhịp 3-4. Tức là mình cũng đập là bùm chát chát bùm chát chát nhá. Mình cũng sẽ đập là son 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 mi đô la son. Thì nhịp 3-8 thì nó cũng có ba phách, và phách đầu tiên là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ, nó giống như 3-4. Đó, nó chỉ có điều là mỗi phách của nó tương ứng với một nốt móc đơn, tức là nhanh hơn so với nhịp 3-4 đến nay. Và nó vẫn đang còn thuộc là nhịp đơn bởi vì nó chỉ có một phách mạnh. Và bây giờ mình sẽ nghiên cứu sang nhịp kép nhé. Nhịp kép thì được hình thành là do sự kết hợp hai hay nhiều nhịp đơn cùng loại. Vì vậy mà số lượng phách mạnh ở nhịp kép sẽ tương ứng với số phách mạnh ở nhịp đơn kết hợp. Ví dụ như chúng ta có nhịp 4-4 nhé. Nhịp 4-4 thì nhịp 4-4 này là do nhịp 2-4 với nhịp 2-4 cộng lại, tức là hai lần nhịp 2-4. Vì vậy nó sẽ có hai phách mạnh, một phách mạnh của 2-4 này và một lần nữa của 2-4. Đó, thì nó sẽ có hai phách mạnh. Trong một ô nhịp này,
trong một cái ô nhịp này thì nó sẽ có 4 phách, số phía trên là số chỉ phách, 4 phách và mỗi phách tương ứng với một nốt đen. Đó, số 4 phía dưới là chỉ nốt đen. Thì 4 phách của nhịp 44 thì phách đầu sẽ là phách mạnh. Phách số 2 là phách nhẹ. Phách số 3 là phách mạnh vừa. Và phách số 4 lại là phách nhẹ. Thì với nhịp 44 thì phách này là mạnh nhất, cái này chỉ mạnh vừa thôi, còn nữa là phách nhẹ. Thì nhịp 44 được gọi là nhịp phức bởi vì nó được kết hợp bởi nhịp 24, hai lần nhịp 24 nhé. Nhịp 44 còn có ký hiệu khác là chữ C, còn có ký hiệu này. Ngoài ra thì nếu các bạn có nhìn thấy ký hiệu này, đó, chữ C mà có một gạch là nhịp 22 các bạn nhé, là nhịp 22. Bây giờ Thuy sẽ thử đập nhịp cái bài này, một đoạn bài này cho các bạn nghe. Thì thật ra nhịp 44 nó cũng đập nhịp gần gần giống với nhịp 24 thôi. Đó, tức mình sẽ đập cái này nhẹ hơn một tí. Đó. Còn nếu các bạn không quen thì các bạn có thể đập nhịp 24 để mình quen đã nhé. Đấy, bài này sẽ được đập như sau. Fa fa đô đô rê rê đô. Đô đô rê rê đô. Sau đây thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu nhịp 68. Thì nhịp 68 lại là một loại nhịp hay được gặp ở trong các bài mà mình học. Nhịp 68 là nhịp kép. Thì nhịp kép này được cấu tạo bởi hai lần nhịp 38 cộng lại nhé. Đó, mình làm giống như làm toán ấy. Đó, từ số cộng bằng 6 và mẫu số giữ nguyên đây. Thì với nhịp 68, bởi vì nó là hai lần của nhịp 38, nhịp 38 của mình là có một phách mạnh và hai phách nhẹ. Đó, thì mình tiếp tục cộng thêm một lần nữa thì lại có một phách mạnh và hai phách nhẹ về sau. Như vậy với nhịp 68 nó sẽ có hai phách mạnh và những phách còn lại là phách nhẹ. Và mỗi phách cũng tương ứng với nốt móc đơn. Đó, số 8 phía dưới này là chỉ nốt móc đơn. Có 6 phách trong một ô nhịp và mỗi phách tương ứng với một nốt móc đơn. Phách 1 và phách 4 là phách mạnh, còn nữa là phách nhẹ. Thì bài này mình sẽ đập nhịp y như là nhịp 38. Đó. Chỉ có điều ở trong ô nhịp này mình sẽ đập hai lần nhịp 38 thôi. Nhá, 68 mới đập gấp hai lần so với nhịp 38. Thì bài này mình sẽ đập nhịp như sau. Đô đô mi son đô son mi đô fa 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 son fa mi hai ba bốn năm đô đô mi son đô son mi đô rê 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 mi rê. Đó là cách đập nhịp 68. Nó chỉ khác với nhịp 38 là mình sẽ đập hai lần. Đó, nhịp ví dụ như nhịp 38 thì người ta chỉ chia ở đây thôi, là một ô nhịp. Nhịp 68 thì nó phải gấp đôi lên. Đó. Thì trên đây Thùy đã nói qua cho các bạn hiểu về nhịp là gì. Thì thật ra nhịp nó giống như tiếng vỗ tay của ta chẳng hạn. Ví dụ như ta hát bài một con vịt thì mình sẽ vỗ tay là một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Thì đó chính là nhịp, tức là nó rất là đều. Đó, các bạn có thể hiểu đơn giản như thế thôi. Đó, còn mình mà đi kỹ, đi sâu vào cái phần nhạc lý ấy, thì như là Thùy nói từ nãy giờ ấy, thì các bạn nhớ cho Thùy rằng nhịp nó sẽ có hai loại, đó là
nhịp đơn và nhịp kép. Nhịp đơn thì nó chỉ có một phách mạnh thôi, còn nhịp kép thì nó sẽ có hai phách mạnh trở lên. Ngoài những cái nhịp mà Thùy giới thiệu ở đây thì nó có rất là nhiều loại nhịp khác mà rất là ít sử dụng. Những loại nhịp này thì mình hay sử dụng nên là Thùy nói qua để các bạn nắm rõ từng loại nhịp một để mình có thể áp dụng chính xác vào cái bài tập của mình. Và nếu như mà các bạn gặp một cái bài nhịp khác ở ngoài thì các bạn cứ tính theo cái tính chất của nhịp, tức là cái số phía trên này là số chỉ nhịp. Đấy, trong một ô nhịp có bao nhiêu phách thì nó nằm bên trên này. Còn số ở dưới này mình cứ lấy nốt tròn chia cho nó thì mình sẽ ra là nốt gì. Và ở trong cái quyển sách này á, ở trang số 12 nó cũng có cái phần là đây, tính cái phần mà mình tính một tròn bằng mấy ấy. Đây, đó. Nốt tròn, ví dụ nốt tròn chia cho 4 sẽ bằng một nốt đen này này. Nhá. Mà nốt tròn chia cho 8 sẽ bằng một nốt móc đơn. Đó, nếu như mà mẫu số của nó bằng 8 thì mình sẽ quy ra rằng nó là nốt móc đơn. Còn mẫu số của nó là 4 nhá thì mình sẽ quy cho nó là nốt đen. Hoặc là mẫu số của nó là 16 nhá thì mình sẽ quy cho nó là nốt móc 2. Cái này có gặp đấy các bạn nhá. Rất là ít gặp nhưng mà sẽ có gặp đấy. Để xem những video tiếp theo của Thùy, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh và nhớ rằng là hãy ấn vào hình quả chuông để khi nào mà Thùy tải video lên thì các bạn có thể xem sớm nhất, xem trước những người khác. Tất cả mọi thắc mắc thì các bạn hãy để lại ở dưới phần bình luận cho Thùy. Thùy sẽ giảng giải cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn, kỹ hơn những cái vấn đề mà các bạn thắc mắc nhé.